Mua cái dây kèm nguồn cho iPhone nhé, mấy cái đầu iPhone này, mấy đầu kẹp nhé. Dây kèm nguồn có ra 3 đầu nhé, đến là từ từ 6S đến 6S cho đến 14 14 14 15 13 14 Pro Max. Bạn mua thì mua dây kèm nguồn. Mua dây kèm nguồn iPhone dùng cũng được các bạn. Dùng được phết đấy. Dùng rất là ok. Cái đầu này nó to. Mua nhấn vào rồi.